Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy khoan ba chức năng của hãng Heplex. Thì hàng từ Mỹ về full thùng. Thì em sẽ khui ra cho những anh em nào mà quan tâm tới hàng cao cấp của hãng Heplex. Thì Heplex thì nó là chuyên cao cấp rồi, nó cao hơn Milky, Makita và The One. Thì hãng của Đức. Rồi mình sẽ đập hộp cái này, nó nguyên thùng cho anh em. Nguyên thùng và máy khoan ba chức năng, mã của nó là FX1271T-2B. Nó có động cơ turbo và ở bên Mỹ thì họ bảo hành cho anh em là 5 năm. Nó 24V, nó là động cơ Rootless. Thì Heplex thì em có cưa kiếm này, vít khoan, bê tông, mài, đèn pin các kiểu. Ok, lực của em này thì em này có lực là 158 newton, có hai cấp độ 550, 2000 vòng và 700, lên tục bô thì 2500 vòng trên phút maximum. Và đầu kẹp của nó là 13 và cả pin thì 1,7 kg anh em. Rồi thì cái này nó nghiêng thùng, có hai cục pin, một cục sạc, sạc điện 120V Mỹ về. Và nếu mà anh em muốn lên điện 220 thì em sẽ lên cho anh em thêm 100.000, lên rất là ổn định nha anh em. Rồi mình sẽ gửi đến anh em xem cái combo Heplex. Đấy, thì cái thùng nó là như thế này, bao gồm có cái tay cầm của hãng Heplex. Thì rất là chắc chắn ha, đây là trợ lực và nó vừa phải. Thì móc treo và có cái cục cao su để cho anh em gắn vít vào. Gắn hai bên luôn ha, Heplex họ trang bị rất là ok luôn cho anh em. Một bên gắn móc treo, một bên gắn cao su để mình gắn vít vào. Rồi cái sạc này điện 120V và sạc nhanh nhất hãng, phát tới 160W. Sạc này thì lên điện 220 là ổn định, em lên rất là nhiều cho khách hàng rồi. Và một cái catalog. Thùng này rất là pro. Pin này 1 kg luôn. Pin này tới 12 cell, nó lên 24V và Heplex. Bên này thì nó có báo hộ pin qua bên này. 24V. Rồi, mình sẽ lấy cái máy khoan ha. Nó là động cơ turbo. Thì hai chức năng, một chức năng là chỉnh là không turbo và một chức năng là chỉnh có turbo. Và đầu kẹp của nó là đầu kẹp autolock 13 ly. Đây. Rồi test nó là ba chức năng và nó có 23 cái cấp độ trượt ha. Đây. Test trượt cho anh em nghe. FX1271 tốc độ 550 đến 2000 vòng trên phút và 700 đến 2500 vòng trên phút đối với turbo. Không trở than. Rồi. Đây là tốc độ đạt tối đa. 2500 vòng trên phút. Có báo họ pin nè. Thì hết pin nó sẽ nhấp nháy cái hở pin cho nó.
chức năng búa. Cái này mà rút lõi con tường này là tuyệt vời, tại vì cái lực của nó rất là mạnh so với The One. Mấy anh Tây Long ảnh so sánh thì hơn Makita, hơn Ryubi, hơn AG Fusion, hơn Rigid Octane, nói chung là hơn tất cả. Và một cái combo như thế này giá của nó là 7.9 triệu nha anh em, giá chưa bao gồm phí ship. Rồi em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em cảm ơn anh em.